Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng DC Group. Và hôm nay vừa về thêm một con 72, một con dọn rất là đẹp. Con này nó có đặc biệt là 5 số ải lộn, 4 số ring, 1 tớ, 3 lui, chính chủ ký giấy nha, biển số 84 Trà Vinh. 84 Trà Vinh phải không? 84 Trà Vinh, chính chủ, 4 số ring, 1 tớ, 3 lui. Xe là máy cực êm, đạp cái nổ, chở gái chở heo gì được hết, chở BD được luôn, rất là đẹp nha. Xe này thì khách dọn xong xuôi rồi, bây giờ muốn đổi xe khác, muốn lên CD 90, chán đi 50 rồi. Xe này sẽ dành cho những anh em nào mà quay trở lại 72 50 nha. Xe thì đồ zin thì ít nhưng mà máy thì ngon, đồ zin thì còn một vài món chứ không được hết xe nha, nên là giá nó cũng đơn tương đối là rẻ. Chứng giấy một nốt nhạc cho anh em nha. Đây, bây giờ mình sẽ bôi cụ thể con xe cho các bạn coi. Đây, một em rất là đẹp các bạn, đầu máy đùm niềng, căm bánh này dọn sạch sẽ các bạn. Đây, ta coi xe đường còn cặp cầm zin nha các bạn. Đó, cặp cầm 67 zin nè, đâu còn đó, hoạt động xi nhan hoạt động tốt luôn nha. Đấy, hoạt động ok, đèn pha giờ sáng hết, đồng hồ 67 zin nè các bạn. Đấy, đồng hồ 72, đồng hồ zin nha, cặp gù zin luôn nè. Rồi, cái này zin, tay xi nhan mới, đây miếng xì zin nè, zin luôn nè, má zin miếng xì zin nè, đấy zin luôn, bình xăng đẹp, không một nước sơn, xe thì nước sơn sơn lại rồi nha các bạn, xe nước sơn sơn lại nha, xe dọn đẹp các bạn, đó, bắt cầm mới niềng mới nha. Rất là đẹp, cầm mới niềng mới. Xe này phải rửa sạch sẽ, chưa rửa còn đất bụi nè. Ồ, gặp mình là mình rửa sạch sẽ là lên cho nó đẹp. Lốp mới thay luôn, dễ nóc mới thay, về mới nha. Rất là đẹp nha. Cục máy nè, cục máy rất là sạch nha bạn, bóng lưỡng luôn bạn. Chà bóng lưỡng nè, đầu sạch sẽ không xị nhớt. Cái lòng 72 nha. Đó, cái đầu zin nha các bạn, cái đầu zin bằng nhôm nè, bình xăng xe tải mới, máy đẹp không xì nhớt nha các bạn, sạch sẽ nha. Đó, cần số 67 zin hạng đây, đây hộp xích gấp zin luôn, nước sơn sơn lại đó các bạn, gấp sao đây, cái sườn cái yên lâu quá đi rách luôn. Đây, tất cả đều dọn mới, biển số riêng nè, 84AK01443, chính chủ các bạn. Xe chứng bao chứng giấy sang tên cho các bạn, muốn đúng gốc thì thêm phí nha. Ai ở có mặt tại Sài Gòn chứng giấy thì khỏi cần tốn phí, nhưng mà ở tỉnh thì rút là phải tốn phí đó các bạn, do nó vắng chủ nha. Đó, đầm cầm bắt mới luôn này, niềng bắt mới luôn, lại vô Vivo. Xe các bạn nhìn con xe rất là cứng cáp nha các bạn, cứng cáp nha. Đây, chúng ta nhìn phía trước, xe này có một anh lớn tuổi, chính chủ lớn tuổi nhờ bán giùm, chán từ 50 muốn lên 90 cho nó quát đó. Này mình quay qua đây cho các bạn coi nè, đó quá đẹp các bạn. Này rửa sạch rồi, đã dính đất, rửa sạch là sáng bóng nha. Đó, niềng sáng bóng, cầm mới tinh luôn. Xe này dọn lại nguyên con cứng cáp, người lớn chạy nên mới dọn lại, chứ thanh niên chắc dọn sơ sơ. Hay cục máy bên này thấy chà sáng bóng luôn ha các bạn. Chà sáng bóng luôn nha. Cái kệ bộ mới. Đấy, cái bộ thái nha. Bộ mới nha. Trời luôn, cái bãi gà hậu phía sau luôn. Đó, quá đẹp các bạn. Nè, ốc zin luôn.
sao còn dinh nữa đó. Sang xe ta. Thế bây giờ mình sẽ nổ máy thử cho các bạn nghe nha. Máy quá trời em luôn. Đạp cái nổ. Bây giờ đạp không vô ga thử rồi nổ không nè. Nổ luôn nè. Máy tương đối là em, các bạn nghe máy kỹ nè, xe đã làm máy rồi các bạn. Xe này mà chạy chắc là đẹp, đẹp trai lắm các bạn. Ok, mình sẽ chạy thử cho các bạn coi nha. Cầm quay em chạy xe. Cầm quay em chạy xe. Mà không biết gửi số là một cực hình. Rồi ai thích đi là đi. Mình đi xe tay ga cho chắc nè. Ok, xe đẹp. Cứng cáp nha. Các bạn chiêm ngưỡng con xe các bạn thấy. Quá đẹp. Giá bèo. Rồi, anh em nào có nhu cầu rước em nó về sang tên chính chủ, có thể liên hệ trực tiếp cho mình nha. Mình cà bẹt dạ. Rồi chúng từ K1443 đây. Nếu anh em ở tỉnh thì bao rút cho các bạn luôn. Anh em ở Sài Gòn thì qua trứng giấy luôn nha. Một nốt nhạc. Trứng giấy một nốt nhạc nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.